người lui lại giúp em nè. Mọi người lui lại giúp em nè. Mọi người lui lại giúp em nè. Thank you.
cảm ơn mọi người. Phước ơi, Phước mình chuẩn bị quẩy tới đâu rồi? Dạ. Thôi cái lần này để em suy nghĩ rồi. Có nhiều xin tiền.
Lên lên không? Em lên lên. Thiệt chứ, bỏ 10 triệu rồi lên được làm gì đâu. Thank you.
để cho khách chạy vô. Bắt gặp rồi.